Ok nhá, mình xin phép mình tắt cái phần chatting lại bởi vì là nó sẽ bị mất tập trung ấy. Còn bạn nào có câu hỏi thì cứ cứ hỏi ở trong cái mục nhắn tin thì bạn Hùng bạn sẽ lưu lại và sau đó mình sẽ trả lời các thắc mắc của các bạn. Chào các bạn, mình là bác sĩ Hưng, đang làm team bác sĩ trong phòng khám nha khoa Minh Châu. Và mình thì xin giới thiệu sơ qua với các bạn một chút là mình năm 2002 mình thi đỗ vào Học viện Quân y hệ quân sự, tức là bộ đội đấy. Sau đó thì mình học bác sĩ đa khoa, trong đó mình tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2009. Và đến năm 2014 thì mình có học tại Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt ở Hà Nội, cái lớp chuyên khoa định hướng hệ 2 năm đào tạo liên tục về răng hàm mặt. Và 2017 đến 2019 thì mình cũng tham gia học chuyên khoa 1 răng hàm mặt tại Đại học Y Hà Nội. Và sau đó thì mình làm phòng khám tư ở ngoài. Và hiện giờ thì mình trực thuộc phòng khám Nha khoa Minh Châu, mình trong team bác sĩ của Nha khoa Minh Châu. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái bài này bởi vì thực tế trong quá trình thực hành lâm sàng của mình thì mình cũng gặp rất nhiều ca tai biến về sử dụng thuốc tê trong nha khoa. Trong đó thì có một ca là gặp ca sốc phản vệ và một ca sốc phản vệ và rất nhiều ca ngộ độc thuốc tê từ mức độ nhẹ đến nặng. Và gần đây nhất thì vừa rồi phòng khám có 2 ca ngộ độc thuốc tê nặng và mình đã xử trí cấp cứu thành công. Tuy nhiên là hôm đó thì tại vì là chú tâm vào cái việc xử trí cấp cứu bệnh nhân cho nên là không có hình ảnh để lưu lại cho các bạn xem là mình xử trí cấp cứu ngộ độc thuốc tê thì nó như thế nào. Đó. Thế thì nếu mà lần sau mà gặp một cái ca nào tương tự thì chắc là mình sẽ phải mở camera của phòng khám nên là mình sẽ lấy lại cái dữ liệu ở trong camera để cho các bạn nhìn cái cách thức xử trí làm trong cái cấp cứu tai biến sử dụng thuốc tê trong nha khoa. Thế thì hôm nay mình chỉ có thời gian khoảng độ 1 tiếng rưỡi. Hơn 1 tiếng rưỡi một chút, mình sẽ nói với các bạn về phản vệ khi sử dụng thuốc tê trong nha khoa. Và có một cái điều rất là quan trọng so với cái lần nói trước, lần này thì mình sẽ mình bolus thêm những cái phần mà mình nghĩ là liên quan đến thực tế nhiều hơn, có nghĩa là các bạn cần phải làm gì để đối phó với cái việc sốc phản vệ ở trong phòng khám nha khoa của các bạn. Những cái việc gì các bạn cần phải triển khai ngay, không thể trì hoãn được. Ngay sau cái buổi hôm nay là các bạn về, các bạn nếu mà chủ phòng khám thì các bạn sẽ lên danh sách lại và các bạn bảo nhân viên phải chuẩn bị từ trang thiết bị vật tư cho đến là cả chuẩn bị về nhân lực, về con người nữa để xử trí những cái tai biến trong sử dụng thuốc tê trong nha khoa. Thế thì cái phần này thì nó gồm nhiều mục nhưng mình chỉ tập trung vào cái phản vệ của thuốc tê trong nha khoa. Tuy nhiên là các bạn có những cái thắc mắc gì trong quá trình mình trình bày mà liên quan đến các bạn phân vân khó hiểu giữa cái ngộ độc và phản vệ hay là các bạn còn có cái vấn đề gì chưa chưa rõ thì bạn cứ cứ chat, cứ nhắn tin ở trong tin nhắn và bạn Hùng bạn sẽ lưu lại và mình nếu còn thời gian mình sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi của các bạn. Đó là chúng ta sao lại không được. Như các bạn biết là gần đây thì phương tiện truyền thông đưa rất nhiều cái bài báo liên quan đến cái việc là bệnh nhân tử vong trong điều trị nha khoa. Ví dụ là bạn có thấy là trên báo VN Express, các bạn nhìn trên slide đây là ngày thứ sáu ngày 13 à, ngày 16 tháng 3 năm 2018 thì có đưa tin là một phụ nữ tử vong sau nhổ răng khôn tại bệnh viện ở Hải Phòng. Thì các bạn biết là người phụ nữ này thì nhổ răng khôn ở bệnh viện là bệnh viện Quân y 7 ở Hải Phòng. Thế thì sau khi nhổ răng thì bệnh nhân tử vong. Thì khi đưa cái bài báo này lên thì mọi người đều nghĩ rằng là chắc là tử vong do sốc phản vệ. Thế nhưng mà thực tế có phải là tử vong do sốc phản vệ không hay là do những yếu tố gì khác thì còn một dấu hỏi chấm ở đằng sau đấy. Thế thì thông qua cái buổi trình bày này tôi cũng muốn đưa ra một thông điệp cho các bạn, tức là trong đầu của chúng ta này, khi đã thực hành can thiệp thủ thuật nha khoa thì các bạn luôn nhớ là có 2 vấn đề là sốc phản vệ hay còn gọi là phản vệ và ngộ độc thuốc tê khi các bạn sử dụng thuốc tê trong nha khoa.
Đấy, tí nữa tôi sẽ nói tại sao mà chúng ta phải đặt một dấu chấm hỏi rất là lớn trong quá trình thực hành gây tê cho bệnh nhân trong nha khoa, bởi vì là cái tỷ lệ sốc phản vệ thì nó cái tỷ lệ phản vệ thuốc tê nó rất ít các bạn ạ, chủ yếu là ngộ độc thuốc tê. Thế và các bạn cũng có thể thấy là trong báo giao thông thì cũng có viết là một chàng trai tử vong sau khi đi nhổ răng khôn và bốn nhóm người đặc biệt cần lưu ý. Thế thì những cái nhóm người đặc biệt cần lưu ý này thì các bạn trong quá trình học về chuyên khoa răng hàm mặt thì các bạn cũng ví dụ như học về nhổ răng thì các bạn cũng đã được học về nhổ răng trên những bệnh nhân đặc biệt hay là những cái chống chỉ định can thiệp thủ thuật nha khoa đối với các nhóm bệnh nhân, thì cái này các bạn cũng nên xem lại cái kiến thức trước khi can thiệp thủ thuật cho bệnh nhân. Vậy thì chúng ta đi định nghĩa một chút là thuốc tê là gì. Thì ở đây tôi lấy cái nguồn định nghĩa từ cái trang wikipedia.org, thì có định nghĩa là thuốc gây tê tại chỗ là một cái loại thuốc mà làm mất cái cảm giác đau trong cái phẫu thuật cụ thể. Thì là cái thuốc gây tê tại chỗ thì làm mất cảm giác đau ở một vùng cụ thể của cơ thể mà không làm mất ý thức, đối ngược lại với cái gây tê gây mê toàn thân. Trong những cái đường sử dụng cụ thể, trong cái trường hợp sử dụng trên đường thần dây thần kinh cụ thể thì nó có thể làm tê liệt đó, tức là mất cái trường lực cơ, loss of muscle power, cái sự mất trường lực cơ thì có thể đạt được, can be achieved, tức là cái thuốc tê thì mục đích của nó là mình dùng để làm mất cái cảm giác đau cho bệnh nhân. Thế nhưng mà thực tế là đấy là chúng ta cứ hiểu cách nôm na là như vậy. Tuy nhiên là cái mục đích của sử dụng thuốc tê thì nó gồm nhiều mục đích các bạn ạ. Mục đích của sử dụng thuốc tê thì gồm có 5 cái mục đích lớn như thế này. Mục đích thứ nhất là phẫu thuật, can thiệp thủ thuật. Mục đích thứ hai là đau cấp tính. Mục đích thứ ba là đau mãn tính, tức là can thiệp sử dụng hỗ trợ trong điều trị đau mãn tính. Và mục đích thứ bốn là chẩn đoán và các mục đích khác. Đó. Thì tại sao tôi lại đưa cái mục đích sử dụng thuốc tê này vào? Bởi vì là mỗi một cái mục đích sử dụng thuốc tê thì cái con đường đưa thuốc tê khác nhau, mà chúng ta biết rằng tất cả các đường đưa thuốc tê khác nhau thì đều có nguy cơ dẫn đến cái tình trạng phản vệ thuốc tê, mà nặng nhất là sốc phản vệ hay ngộ độc thuốc tê. Tất cả các đường đưa thuốc tê vào cơ thể thì đều có cái nguy cơ là như vậy. Bạn Hùng ơi, bạn nào vẽ vào màn hình thì bạn Hùng điều chỉnh công nghệ cho mình một chút. Thì muốn nói với các bạn là mục đích của sử dụng thuốc tê trong phẫu thuật can thiệp thủ thuật thì các bạn biết rồi. Trong can thiệp phẫu thuật và can thiệp thủ thuật thì các bạn sử dụng thuốc tê để làm mất cảm giác đau cho bệnh nhân. Thế còn đau cấp tính thì các bạn gặp trong những cái trường hợp mà chấn thương sau phẫu thuật hoặc là tổn thương mô, và dễ gặp nhất là các bạn mà tham gia các bạn mà đã từng học bác sĩ đa khoa ấy, thì các bạn thấy là trong chấn thương ví dụ như là gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta cố định chi thể bằng lẹp cố định chi thể thì có cái giải pháp là phong bế thần kinh, sử dụng thuốc tê để giảm đau, để tránh cái trường hợp mà sốc do đau cho bệnh nhân. Thì còn đau mãn tính thì chúng ta có thể sử dụng thuốc tê để thực hiện giảm đau cho bệnh nhân. Tuy nhiên là cái việc mà lặp đi lặp lại việc sử dụng thuốc tê trong đau mãn tính thì không được khuyến cáo, bởi vì là nó không có những cái lợi ích về mặt lâu dài. Thế còn chẩn đoán thì chúng ta gặp trong những cái tình trạng như là chúng ta chọc hút tế bào để làm sinh thiết này, chọc hút tủy xương này, đó thì chúng ta có thể sử dụng thuốc tê để can thiệp vào những cái chẩn đoán tế bào giải phẫu bệnh. Mục đích khác sử dụng thuốc tê thì chúng ta có thể gặp ở trong khoa can thiệp mạch. Chúng ta có thể sử dụng thuốc tê để đưa máy tạo nhịp vào để hoặc là để cấy cái ống thông giúp cái chạy thận nhân tạo. Thì tất cả những cái việc đưa thuốc tê, các con đường gây tê từ tại chỗ cho đến bôi, cho đến là xịt, cho đến là sử dụng tiêm tê thì đều có nguy cơ dẫn đến cái tình trạng phản vệ hay là ngộ độc thuốc tê các bạn nhé. Các bạn nhớ là như thế, các bạn không không chỉ có nhớ là chỉ có tiêm thôi, chỉ có tiêm tê tiêm mới có cái nguy cơ phản vệ đâu, mà tất cả các con đường đưa thuốc tê, bôi, xịt đều có nguy cơ gây ra cái tình trạng phản vệ và ngộ độc thuốc tê. Thế thì chúng ta đi vào một chút về phân loại thuốc tê. Tại sao tôi lại đưa cái slide phân loại thuốc tê này, thì các bạn thấy rằng là cái việc phân loại thuốc tê ấy,
nó rất quan trọng cho cái mục mà cấp cứu xử lý phản vệ. Cái tai nghe của tôi là bị lỗi. Alo. Cấp cứu xử trí phản vệ và ngộ độc thuốc tê. Thì thuốc tê nó được phân loại gồm hai nhóm chính là nhóm aminoamid và nhóm amino-ester. Ngoài ra còn có một cái nhóm có nguồn gốc tự nhiên. Đó thì đây các bạn có thể thấy là tôi cũng lấy từ trang web Wikipedia này. Thì các bạn nhìn thấy ở trên này họ viết là many local anesthetics fall into two general chemical classes. Đó. Tất nhiều nhiều loại cái thuốc tê thì được xếp vào hai nhóm hóa chất đó. Đó. Phân loại hóa học thì gồm có amino ester stop là cái cấu trúc hóa học của cái amino ester ở trên này, và cái aminoamid là cái ở bottom là ở dưới đó, thì có hai cái nhóm như vậy. Tại sao tôi lại đưa hai cái nhóm này, bởi vì là chúng ta thấy rằng là cái thuốc tê mà sử dụng trong nha khoa của chúng ta ấy thì chủ yếu chúng ta sử dụng lidocaine. Đó. Lidocaine là cái thuốc mà thuộc nhóm aminoamid, tức là cái nhóm mà cấu trúc hóa học ở phía dưới này đấy. Còn là những cái thuốc tê khác ấy, ví dụ như lovocaine ấy, thì nó thuộc nhóm aminoester. Trong hồi sức ấy, thì chúng người ta sử dụng bupivacaine và mepivacaine thì nó cũng thuộc nhóm aminoamid, nhưng mà tính chất của các thuốc tê khác nhau nha các bạn nha. Các thuốc tê thuộc nhóm khác nhau thì cái nguy cơ gây ra tình trạng dị ứng và phản vệ khác nhau, và cái nguy cơ gây ra ngộ độc và ái lực của thuốc tê trên cái tế bào cơ tim nó khác nhau. Cho nên là chúng ta cũng phải nghiên cứu về phân loại thuốc tê, bởi vì là chúng ta nghiên cứu về phân loại thuốc tê thì chúng ta mới có hiểu biết được về cái tỷ lệ phản vệ thuốc tê và cái tính chất của cái việc ngộ độc thuốc tê đó. Thế thì chủ yếu trong nha khoa chúng ta là chúng ta dùng về cái lidocaine là thuộc nhóm aminoamide, còn cái nhóm aminoester là cái nhóm mà gây ra nhiều cái phản ứng dị ứng nhiều hơn. Còn nhóm aminoamide là cái lidocaine là rất rất hiếm, vô cùng hiếm gây ra phản ứng dị ứng. Tuy nhiên là những cái thành phần tá dược trong thuốc thì nó cũng có nguy cơ gây ra cái phản ứng dị ứng, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng chúng ta vẫn phải nghiên cứu, chúng ta vẫn phải tìm hiểu về tình trạng sốc và tình trạng phản vệ để chúng ta có kiến thức, chúng ta xử trí cái tình trạng phản vệ. Nếu trong quá trình thực hành lâm sàng mà các bạn gặp phải một cái ca phản vệ hay ngộ độc thuốc tê thì chúng ta có cái hiểu biết để chúng ta xử trí làm sao cho đúng, chẩn đoán làm sao cho nó đúng. Đấy, bởi vì khi mà các bạn chẩn đoán sai ấy, các bạn xử trí sai thì hậu quả là vô cùng khôn lường. Hậu quả vô cùng khôn lường các bạn biết đấy, nếu các bạn xử trí sai thì bệnh nhân sẽ tử vong, và cái đấy là cái điều vô cùng tồi tệ đối với một cái người bác sĩ, nhân viên y tế trong cái thực hành điều trị lâm sàng. Đây, tôi show cái phân loại thuốc tê là các bạn thấy này. Ở nhóm amino ester thì gồm có benzocaine này, cocaine này, đấy, đấy. Và rất nhiều thuốc các bạn có thể nhìn trên slide. Thế còn nhóm aminoamide thì có cái thằng lidocaine này là cái thằng mà mình dùng nhiều nhất trong nha khoa. Thì còn trong gây mê hồi sức ấy, thì người ta sẽ dùng bupivacaine và mepivacaine. Đó. Thế còn thôi, nhóm có nguồn gốc tự nhiên thì chúng ta không nghiên cứu nó nữa. Đấy, các phương pháp gây tê thì có ba cái nhóm chính mà người ta liệt kê ra, đó là tê bề mặt, gồm có lidocaine spray, kem emla là kem để bôi đấy. Cái kem này thì chúng ta hay sử dụng trong thẩm mỹ viện hay là các spa họ dùng để họ ủ tê để trước khi tiêm cho bệnh nhân thì nó không có cảm giác châm chích, hoặc là ủ tê để xăm môi và can thiệp các thủ thuật trên bề mặt. Đó. Đấy, nhóm thứ hai là gây tê thấm thì có thể gây tê tại chỗ. Trong gây tê nha khoa chúng ta thì gây tê vùng ấy, các bạn gây tê gai spik cũng bản chất cũng là tê thấm thôi. Các bạn đưa đầu kim gần vào cái lỗ gai spik để cho nó từng thấm thuốc tê vào để nó phong bế cái đường dẫn truyền của dây thần kinh ở ống thần kinh răng dưới. Đấy, thế còn gây tê vùng thì chúng ta có thể gặp ở trong tê tủy sống, tê ngoài màng cứng, tê đam rối và tê thần kinh. Cái này thì gặp ở trong chuyên khoa hồi sức cấp cứu các bạn ạ. Đó. Bây giờ vào nội dung chính của bài hôm nay. Thì bây giờ mình hỏi các bạn, mình sẽ bật cái ô chat lên, mình giao lưu với các bạn một chút. Bây giờ mình hỏi các bạn là có lên thử test không? Đấy, một số bạn cho ý kiến cho mình đi.
Một số bạn nào mạnh dạn, các bạn có bạn là TQ có nói có rất nhiều bạn có, một bạn bảo em không làm rồi, rồi có, các bạn cứ nói chia sẻ thoải mái nhá, không không sợ đúng sai gì cả, bởi vì là cái đây là thảo luận thôi, các bạn cứ chia sẻ đấy ạ. Có rất nhiều người có, phần trăm người có rất nhiều, không cần không cần, có không có, có cẩn thận thì làm à, bạn này bạn này, rồi không có không, rồi rất nhiều người không và rất nhiều người có, nhưng mình cảm thấy là tỷ lệ người có là nhiều hơn đấy. Có nên làm, không cần, có không đủ gây ra phản ứng à, một ý kiến hay, tuyệt vời, cũng là một ý kiến để chúng ta bàn luận, không nên rồi. Rồi à, mình sẽ tắt lại cái ô chat này nha các bạn. Không rồi, ok, có không. Bây giờ thứ nhất là mình nói về cái cách thử dữ hơi chẳng hạn. Bây giờ mình hỏi, mình nói với các bạn nha, tất cả các loại thuốc khi mà đưa vào trong cơ thể thì nó có sinh khả dụng, hấp thu thải trừ, nó có thời gian đúng không ạ? Thế thì bây giờ với thuốc viên thì các bạn thử test kiểu gì đấy, với thuốc viên thì các bạn thử test kiểu gì, và với thuốc bôi cũng vậy đấy, các bạn thử test kiểu gì. Thế thì cái câu chuyện là có rất nhiều tài liệu và có rất nhiều cái guideline hướng dẫn, ví dụ như bên nước ngoài là họ không thử test, bởi vì họ cho rằng là cái việc mà các bạn đưa dị nguyên vào dù ít hay dù nhiều nó cũng có nguy cơ gây ra phản vệ đó. Các bạn đưa dị nguyên vào dù lượng nhỏ hay lượng nhiều nó cũng có nguy cơ gây phản vệ. Thế thì câu chuyện là nhiều người, nhiều cái tác giả thì cho rằng là không nên thử test, và thay vì việc đó thì trước khi can thiệp phẫu thuật đưa thuốc vào trong cơ thể thì các bạn chuẩn bị sẵn đầy đủ các phương tiện cấp cứu đó, chuẩn bị đầy đủ sẵn các phương tiện cấp cứu để coi như là nếu mà nó có xảy ra phản vệ thì các bạn cấp cứu luôn. Bởi vì cái việc thử test của các bạn ấy thì cũng là một cái đưa dị nguyên vào, và rất có thể là trong cái trường hợp ví dụ phản vệ độ 4 ấy, thì là khi mà tiếp xúc với dị nguyên rất là ít, nhiều người ngửi ngửi thấy thuốc một cái hoặc là bị bắn một tí thuốc vào mắt, thậm chí đã ngừng tim ngay. Nó giải thích những cái trường hợp này là do cái tế bào mastocyte nó tập trung ở tế bào cơ tim rất là nhiều, cho nên nó gây ra cái phản vệ nguy kịch, tức là cái sốc phản vệ tình trạng độ 4 là nặng nhất, là bệnh nhân không có cơ hội để mà khó thở hay gì nữa, hay là nổi mề đay hay làm sao mà có thể ngừng tim ngay. Thế thì cái câu chuyện là về phản vệ thì người ta nói rằng là rất nhiều quan điểm là không nên thử test, không nên thử test, bởi vì thử nó cũng có nguy cơ gây phản ứng, mà thay vì việc thử test thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn các phương tiện, là khi mà chúng ta đã định đưa thuốc vào trong cơ thể của bệnh nhân rồi thì chuẩn bị sẵn các phương tiện cấp cứu và để sẵn sàng cấp cứu phản vệ. Thế thì có một cái ý tôi muốn chia sẻ với các bạn là như thế này. Ngày xưa chúng ta hay nói vui là bác sĩ thì nhìn đâu thấy vi trùng. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là các thầy, rất nhiều thầy hồi xưa cũng nói là thêm một câu nữa là nhìn đâu cũng thấy phản vệ, bởi vì là bác sĩ thì phải dùng thuốc cho bệnh nhân mà. Thế thì nhìn đâu cũng thấy phản vệ. Thế vì chính vì nhìn đâu cũng thấy phản vệ cho nên là chúng ta phải chuẩn bị kiến thức về phản vệ, kiến thức về phản vệ này, rồi là chuẩn bị những cái việc liên quan đến cái cấp cứu phản vệ, và trong đó có thuốc, vật tư và các trang thiết bị. Đó, thế thì chính vì cái việc thử test nó vô cùng khó. Đôi khi mà các bạn thử test ấy mà nó gọi là gọi là negative redox, tức là cái mang cái kết quả âm tính, thì các bạn lại chủ quan đó. Có rất nhiều trường hợp mà thử test thì nó âm tính rồi, khiến lượng thuốc nó chưa đủ, nhưng mà đến lúc các bạn tiêm và các bạn điều trị cho bệnh nhân thì nó lại xảy ra phản ứng đó. Thế thì câu chuyện là tí nữa cái slide sau tôi sẽ nói với các bạn là cái hướng dẫn hỏi tiền sử dị ứng. Hỏi cái tiền sử dị ứng là vô cùng quan trọng nha các bạn nha. Thay vì cái việc các bạn là thử test thì các bạn là tập trung vào hỏi tiền sử dị ứng cho tôi. Bởi vì sao? Hỏi tiền sử dị ứng là các bạn phải hỏi trước khi thử test. Bởi vì khi mà các bạn hỏi tiền sử dị ứng mà các bạn gặp những cái bệnh nhân mà có tiền sử dị ứng, có tiền sử phản vệ, thì nếu các bạn sợ, các bạn cảm thấy an toàn thì các bạn
giới thiệu đến bệnh viện. Còn nếu các bạn quyết định làm, bệnh nhân hợp tác để làm thì các bạn thử test. Và khi các bạn khai thác có tiền sử dị ứng rồi thì các bạn thử test thì các bạn phải chuẩn bị sẵn tất cả các đồ cấp cứu phản vệ, bày sẵn ra trước mặt bệnh nhân cho tôi. Bởi vì là lúc đó mà các bạn chạy đi lấy thuốc thì các bạn không kịp đâu. Các bạn bẻ ống thuốc, có khi không bẻ được ống thuốc, mà các bạn bẻ xong các bạn cũng không hút được thuốc để mà tiêm. Mà các bạn cuống thì các bạn không biết xử trí làm sao cả. Thế cho nên là tôi nhấn mạnh với các bạn ở cái slide này là các bạn phải hỏi tiền sử dị ứng của bệnh nhân. Phải hỏi tiền sử dị ứng của bệnh nhân trước khi thử test. Cái việc đầu tiên là phải hỏi tiền sử dị ứng của bệnh nhân. Bởi vì sao? Bệnh nhân mà vào viện thì trước mổ hoặc trước can thiệp thủ thuật là các bệnh nhân có một loạt các xét nghiệm rồi. Bác sĩ đã sàng lọc được yếu tố nguy cơ thuộc về bệnh nhân rồi. Còn bệnh nhân đến với phòng khám chúng ta thì thử hỏi với các bạn là ở phòng khám nha khoa chúng ta thì có những cái xét nghiệm gì để sàng lọc bệnh nhân, rất khó, đúng không ạ? Ngoài cái việc các bạn khám lâm sàng, ngoài cái việc các bạn hỏi tiền sử ra, thì các bạn chẳng có cái máy móc gì để các bạn xét nghiệm, đánh giá cái tình trạng toàn trạng của bệnh nhân để mà sàng lọc bệnh nhân như ở bệnh viện được. Đó, thế cho nên là các bạn phải hỏi tiền sử dị ứng một cách hết sức cẩn trọng, hết sức chặt chẽ, không được lơ là cái chuyện hỏi tiền sử dị ứng. Tôi biết là có rất nhiều bạn sau khi mà khám bệnh nhân xong cái thế là chuẩn bị đồ là làm luôn, có khi cũng chẳng hỏi là tiền sử dị ứng, bác dị ứng cái gì, bác có đã sử dụng thuốc tê bao giờ chưa, bác có dị ứng thuốc tê không, đấy, bác có bệnh lý mãn tính gì không, có bệnh lý nền gì không. Đấy, cái đấy là vô cùng quan trọng. Đó, thế thì xin nhắc lại với các bạn nhé, đó là nên hỏi tiền sử dị ứng, sau đó thì mới thử test. Thì về mặt pháp luật ấy, về mặt hướng dẫn thì người ta không nhục là hướng dẫn là không thử test. Rất nhiều guideline hướng dẫn là không thử test. Thế nhưng mà quan điểm cá nhân của tôi thì khi các bạn hỏi có tiền sử dị ứng rồi thì các bạn nên thử test. Và khi thử test thì những việc cần làm ngay là gì? Các bạn bê tất cả các dụng cụ và đồ và thuốc cấp cứu phản vệ, các bạn đặt trước mặt bệnh nhân. Các bạn đặt sẵn đấy, thậm chí các bạn bẻ sẵn thuốc, các bạn hút vào xin anh. Các bạn để trước bệnh nhân để nhỡ có xảy ra thì các bạn còn xử trí. Cái đấy là vô cùng quan trọng nha các bạn nha. Đấy, thế còn lên thử test về mặt pháp lý, bởi vì là sau xảy ra vấn đề gì nó sẽ đi vào hồ sơ là tôi có khai thác tiền sử, tôi có thử test cho bệnh nhân và kết quả thử test là âm tính, và tôi sau khi thử test mà có vấn đề tôi đã xử trí đúng quy định, và tôi có chứng chỉ hành nghề, có cấp phép đàng hoàng, thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Các bạn lúc đó thì cái sự việc nó nhẹ đi rất là nhiều. Không chuyển được cái slide nào. Đây. Cái phần này là slide tiếp theo, là tôi cắt từ cái thông tư 51 ra ở cái phụ lục 6. Thì ở đây nó Bộ Y tế có hướng dẫn là có 6 cái mục hỏi về tiền sử dị ứng. Thì ở đây là mục 1 là hỏi về loại thuốc dị nguyên gây dị ứng này, dị nguyên với loại dị ứng với côn trùng gì này, thực phẩm nào này, dị ứng với cả hóa chất mỹ phẩm bụi này. Rồi là có tiền sử viêm mũi dị ứng, có hiện tượng tiền sử hen, có thắt khí phế quản không, rồi hỏi về gia đình, bố mẹ anh chị em có ai có bị dị ứng không. Thế thì tuy nhiên là cái này thì nó mang tính liệt kê. Thế nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi các bạn đọc cái slide này của thông tư 51 ấy, thì một cái điều quan trọng, vô cùng quan trọng, đó là gì? Đó là khi đã có tiền sử dị ứng thì nó phải có tính chất nạp đi nạp lại các bạn nha. Các bạn nhớ rõ cái mục này cho tôi. Đây, trong này nó có cái ô thứ 1, 2, 3, 4 đây là có và số lần. Tại sao lại không có, không, người ta không nói là có và không, mà lại còn phải gạch sượt một cái là số lần. Bởi vì tiền sử dị ứng nó phải biểu hiện ở lặp đi lặp lại. Đâu đó trong quá trình thực hành lâm sàng, ví dụ các bạn chuẩn bị nhổ răng cho bệnh nhân, các bạn hỏi là bác ơi, bác có bị dị ứng thời tiết không? Bác có bị dị ứng đồ ăn không? Bác có bị dị ứng thuốc gì không? Vân vân và mây mây. Các bạn hỏi như thế thì người ta cũng nói là có. Cách đây khoảng 15 năm, 20 năm gì đó tôi có bị dị ứng nhưng mà bây giờ không bị nữa. Thế thì câu trả lời ở đây là gì? Có nhưng bây giờ không bị. Trong vòng 15 năm trước, 20 năm trước người ta có bị nhưng mà người ta chẳng có cái phòng vệ gì cả. Mà người ta sống đến 12 năm, 15, 20 năm sau mà chẳng có làm sao cả. Chẳng có bị dị ứng lại cả một lần nào nữa. Thì đấy không phải là hiện tượng dị ứng các bạn nha. Đấy không phải là hiện tượng dị ứng. Dị ứng là phải có tính chất nằm đi nằm lại. Các bạn phải khai thác được cái yếu tố này. Để tránh cái trường hợp hoang mang là các bạn hỏi là thấy dị ứng là các bạn sợ là các bạn không khai thác cụ thể. Đấy, thì khi các bạn đọc cái slide đọc cái tài liệu cái thông tư 51 nó có cái mục số 6 này thì các bạn, tôi nhấn mạnh các bạn một cái ý đấy. Thế còn cái phần liệt kê các bạn nhớ câu hỏi này các bạn học thuộc
hoặc là thậm chí là các bạn in giấy các bạn để ở cái bàn ấy, nên là các bạn hỏi để cho in nhập phiếu các bạn hỏi các bạn đánh vào cho nó nhanh. Đấy, muốn chia sẻ cho các bạn là như thế. Thế thì lại quay trở lại cái câu chuyện có test không. Thế thì đối với những cái trường hợp mà có tiền sử dị ứng ấy, thì các bạn biết pháp luật nó quy định là như thế nào không? Pháp luật nó quy định đối với những người có tiền sử dị ứng ấy, thì đúng ra nếu mà can thiệp thủ thuật ấy, can thiệp thuốc ấy, thì là phải mời bác sĩ miễn dịch để làm giải mẫn cảm. Giải mẫn cảm là gì? Ví dụ người ta có tiền sử dị ứng với cái loại A này, tiền sử dị ứng với loại B này, thì bác sĩ miễn dịch sẽ có cái liệu pháp để cho tiếp xúc dần, tiếp xúc từ da để cho quen với cái loại đấy, để giải mẫn cảm dần cái thuốc đấy, sau đó thì mới được tiến hành thủ thuật, mới được làm. Thì tuy nhiên là về mặt lâm sàng thì chúng ta không phải là những nhà nghiên cứu dịch tễ học, cho nên là miễn dịch học, cho nên là chúng ta tập trung vào khai thác tiền sử dị ứng cho tôi. Và nếu chúng ta có quyết định đánh giá cái trường hợp này có an toàn về phẫu thuật, có an toàn để thực hiện thủ thuật, thì các bạn thực hiện test thuốc tê cho tôi. Và khi test thì các bạn mời các bạn phải bê nguyên cả cái hộp thuốc chống sốc theo quy định của Bộ Y tế, theo cái thông tư 51 này, năm 2017 này. Và các bạn chuẩn bị bày binh bố trận sẵn nhà đấy cho tôi, để nếu chẳng may có test mà có vấn đề gì thì các bạn có thể xử trí luôn. Nếu mà không thì là màn hình không chạy bạn Hùng ơi, màn hình có chạy mà. Mọi người nếu mà màn hình có chạy thì mọi người comment số 1 cho mình nhá, mình chỉ sợ là mình không hiểu công nghệ cho nên sợ là màn hình nó bị lỗi như nào đấy. Ok rồi, cảm ơn các bạn. Đó, mình nói tiếp nhá. Các bạn nhớ nhá, nhớ cái slide này là khi các bạn khai thác tiền sử dị ứng là đừng có sợ bệnh nhân bảo là tôi bị một lần nhưng mà mười mấy 20 năm rồi chẳng bị lại nữa, thì không phải đâu ạ. Tiền sử dị ứng là phải lặp đi lặp lại. Và về mặt học thuật thì là khi có dị ứng thì phải có giải mẫn cảm, phải có các nhà miễn dịch học người ta giải mẫn cảm để cho tiếp xúc dần với cái dị nguyên đó để giải mẫn cảm. Thì tuy nhiên là đối với chúng ta thì bây giờ nó quy định là bỏ test, tôi vừa nói rồi, một số guideline hướng dẫn là không có test mà chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu. Thì tuy nhiên là chúng ta vẫn nên test, chúng ta quay lại trở lại bài toán là test, là chúng ta vẫn nên test và giải thích cho bệnh nhân là đây là các thủ thuật là bày binh bố trận ra. Tại sao? Tại vì tại sao là lại có những cái trường hợp mà test nó không nên nhưng mà khi mà sử dụng thuốc, bởi vì là cái nồng độ thuốc nó không đủ ấy, cái dị nguyên nó không đủ để gây ra cái tình trạng phản vệ, cho nên các bạn mà test âm tính thì chưa chắc nha, các bạn vẫn phải cẩn trọng, các bạn vẫn phải bày binh bố trận, các bạn vẫn phải sẵn sàng đối phó với cái tình trạng phản vệ có thể xảy ra. Cứ sử dụng thuốc là có nguy cơ phản vệ, có vậy thôi. Đấy. Bạn nào đừng vẽ lên màn hình của mình nhá. Và ở đây nhấn mạnh với các bạn là về cái việc test ấy ạ. Test thì là test nảy da, test trong da. Thế nhưng mà các bạn đọc test ấy, các bạn đọc test là phải thời gian trong cái thông tư 51 hướng dẫn các bạn đọc test, nên là phải đọc trong vòng sau 20 phút nha các bạn nhá, chứ không tránh trường hợp các bạn test xong khoảng 5 phút, 10 phút các bạn đã can thiệp thủ thuật nào thì là không đúng đâu ạ. Bạn Hùng tắt cho mình cái, bạn nào tắt cái vẽ màn hình, những bạn nào vẽ nhiều vào màn hình của mình quá. Đây, về mặt định nghĩa phản vệ thì định nghĩa phản vệ thì còn rất là phức tạp các bạn ạ. Có 1, 2, 3, 4, 5 cái định nghĩa. Ví dụ như phản ứng dị ứng là allergic reactions, hay là phản ứng quá mẫn là hypersensitively reactions, hay là phản ứng phản vệ là anaphylaxis, hay là phản ứng phản vệ là anaphylactic, hay là phản ứng phản vệ là anaphylactic reaction, hay là phản ứng dạng phản vệ. Thì thôi, cái này thì xin thưa với các bạn là theo xu hướng của thế giới bây giờ là tiếp cận theo một cách dễ hiểu, ai cũng có thể tiếp cận được, ai cũng có thể nhận định được phản vệ để xử trí. Cái người đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân là xử trí tại chỗ, thì chúng ta bỏ những cái từ học thuật này đi, cái này dành cho những nhà miễn dịch học, còn chúng ta là những nhà lâm sàng thì chúng ta sẽ tập trung vào phản vệ và sốc phản vệ. Phản vệ có nghĩa là cái tình trạng độ 1, độ 2, độ 3 đấy. Còn cái sốc phản vệ là cái độ nặng nhất của phản vệ. Nhá. Thì đây, tôi sẽ quay trở lại cái thông tư 51 của Bộ Y tế năm 2017. Thì có định nghĩa phản vệ như sau, rất dễ hiểu. Phản vệ là một phản ứng dị ứng có thể xuất hiện ngay lập tức vài giây, vài phút đến vài giờ khi tiếp xúc với dị nguyên và gây ra các bệnh cảnh lâm sàng khác nhau. Có thể nghiêm trọng và dẫn đến tử vong nhanh chóng. Sốc phản vệ là mức độ nặng nhất của phản vệ do đột ngột giãn toàn bộ hệ thống mạch đó.
và co thắt khí phế quản có thể gây tử vong trong một vài phút. Thế thì vậy là chúng ta chỉ cần nhìn cái định nghĩa của thông tư 51 của Bộ Y tế này là chúng ta đã thấy được cái hậu quả của phản vệ rồi. Hậu quả của phản vệ là thấy được thời gian rồi, thời gian là rất nhanh đúng không? Có thể vài giây đã xảy ra cho đến vài phút, vài giờ, và hậu quả là gì? Nếu không được xử trí đúng, các bạn không có nhận thức, không xử trí đúng phác đồ sẽ tử vong. Và trong cái mức độ sốc phản vệ là nặng nhất của phản vệ thì nó tử vong do gì? Do giãn toàn bộ hệ thống mạch này, tim bóp rỗng đấy, nó co thắt khí phế quản không thở được đấy, thiếu oxy cấp đấy, cho nên là dẫn đến tử vong nhanh chóng trong vài phút. Thế vậy thì cơ chế, chúng ta phải nghiên cứu về cơ chế của phản vệ. Thì các bạn có hiểu về cơ chế thì các bạn mới hiểu được về thuốc cấp cứu. Còn nếu chúng ta không hiểu về cơ chế bệnh sinh thì chúng ta sẽ không biết sử dụng thuốc gì. Bởi vì có rất nhiều người hiểu lầm là như thế này. Là cứ thấy nói rằng là tiêm thuốc xong mà bệnh nhân khó thở là lấy solu ra để phang solu về luôn, để tiêm solu cho bệnh nhân. Thì không đúng các bạn ạ. Tí nữa tôi sẽ nói là tại sao solu nó vẫn có tác dụng nhưng nó không phải là thuốc sử dụng để cấp cứu sốc phản vệ nha các bạn nha. Thuốc cấp cứu sốc phản vệ Anilin là thuốc tuyệt đối đó. Thì chúng ta phải nghiên cứu về cơ chế để chúng ta mới hiểu được là tại sao nó lại có cái cơ chế bệnh sinh như thế này mà chúng ta cấp cứu như thế nào để đúng cái cơ chế bệnh sinh thì mới được đó. Thế thì có hai cái cơ chế, là cái cơ chế phụ thuộc miễn dịch là miễn dịch IgE và phản ứng miễn dịch thông qua trung gian tế bào là IgG và IgM tạo ra phức hợp kháng thể bổ thể. Và cái cơ chế thứ hai là cơ chế không miễn dịch, có nghĩa là liên quan đến giải phóng trực tiếp histamine và các hóa chất trung gian từ tế bào mast về tế bào ái kiềm. Đó. Thế thì các bạn cứ hiểu nôm na là như này, cơ chế miễn dịch thì sau khi mà các bạn tiêm thuốc tê được coi là cái dị nguyên ấy, thì nó kích thích tế bào lympho B sản xuất ra kháng thể, và chính cái kháng thể này nó có kết tập ở trên tế bào mastocyte và tế bào ái kiềm. Thì lần tiếp xúc thứ hai thì nó gây ra cái tình trạng vỡ cái tế bào mast, tế bào ái kiềm, nó giải phóng các chất trung gian hóa học gây ra cái bệnh sinh. Thế còn cái cơ chế không liên quan đến miễn dịch thì các bạn hình dung là nó chẳng cần phải kháng thể gì cả. Khi mà các bạn tiêm thuốc tê đấy, khi các bạn sử dụng thuốc tê mà nó cũng chẳng cần phải giải phóng kháng thể gì, nó sẽ giải phóng trực tiếp cái histamine và các hóa chất trung gian, nó tác động trực tiếp vào cái tế bào mastocyte và tế bào dưỡng bào đấy, và tế bào ái kiềm, mà nó giải phóng chất trung gian hóa học, nó gây ra cái tình trạng phản vệ đó. Thế thì đây tôi phân tích kỹ cái cơ chế và cái slide này các bạn nhá. Các bạn nhìn đây, cái hạt vàng vàng là cái antigen, tức là nó là kháng nguyên. Thì cái thuốc tê của mình nó giống như là một cái dị nguyên này, antigen này. Ở trên này người ta nói là anaphylactic reaction, tức là phản ứng phản vệ đấy. Khi mà nó được đưa vào cơ thể, nó kích thích tế bào B cell, tức là tế bào lympho B. Cái tí đây, ở đây là người ta viết là antigen trigger production of IgE antibody, tức là nó là một trigger, là nguyên nhân để sản xuất cái tác động của lympho B này, sản xuất cái IgE, kháng thể IgE. Cái kháng thể IgE hình chữ Y này các bạn nhìn này, trên cái con trỏ, con chuột của mình ấy, mình chỉ trên slide ấy, là cái kháng thể IgE này nó mới được gắn trên tế bào blind trên surface of mast cell với cả basophil, tức là gắn trên tế bào mastocyte và tế bào ái kiềm. Thế thì từ cái lần mà tiếp xúc dị nguyên thứ hai là sử dụng thuốc tê này nó vào trong cơ thể, thì nó sẽ cái dị nguyên này nó sẽ kết hợp với kháng thể trên tế bào mastocyte, thế và nó vỡ ra, các tế bào mastocyte nó vỡ ra, nó giải phóng các chất trung gian hóa học là bradykinin, serotonin, prostaglandin, histamine và rất nhiều các chất trung gian hóa học nó được giải phóng ra từ tế bào mastocyte này thì nó mới gây ra cái bệnh cảnh lâm sàng các bạn nhé. Và cái tế bào mastocyte này này, cái tế bào mà nó trên bề mặt của nó có kháng nguyên kháng thể nó kết hợp này, nó có ở đâu? Nó có ở khắp nơi trên cơ thể nhá. Nó có ở quanh mô tim, ở quanh phế quản, nó có ở ruột, nó có ở da, nó có ở mắt, nó có ở não, nó có đủ khắp nơi, chỗ nào trong cơ thể nó cũng có. Chính vì vậy mà khi mà cái tế bào mastocyte này nó vỡ ra đấy, nó giải phóng các chất trung gian hóa học, thì cái chất trung gian hóa học này nó sẽ tác động vào khắp nơi trên cơ thể và nó tập trung vào bốn cái cơ quan đích. Thì tí tôi sẽ trình bày với các bạn là bệnh cảnh lâm sàng, chúng ta chỉ cần nhìn bốn cái cơ quan đấy là chúng ta sẽ biết được là cái triệu chứng nó như thế nào, và chuẩn đoán của phản vệ là chuẩn đoán lâm sàng, chả cần phải xét nghiệm đau to búa lớn gì các bạn nha. Xét nghiệm là không kịp đâu, chuẩn đoán phản vệ các bạn chỉ chuẩn đoán trong vòng 10 giây và cấp cứu xử trí ngay sớm trong vòng 10 đến 15 giây thôi các bạn ạ. Đó. Thế thì các
các chất trung gian hóa học như tôi vừa nêu ấy, mà nó từ nó vỡ ra cái tế bào mastocyte sau khi tiếp xúc với dị nguyên như thế đấy, gây cái phản ứng như thế thì nó gây ra cái tác dụng gì? Đây, tế bào mastocyte nó vỡ ra, nó giải phóng prostaglandin 2 này, neurotoxin này. Đấy thì cái chất trung gian hóa học này thì nó tác động vào lòng mạch. Mạch máu thì nó làm giãn mạch, tăng tính thấm. Đấy. Là nó tác động vào cơ trơn thì nó gây ra cái hiện tượng gây cơ trơn, các bạn nhìn thấy con chuột này. Cơ trơn thì nó gây co thắt khí phế quản, cơ rét xét sen ở khí phế quản. Nó giãn mạch, nó tăng tính thấm thì nó gây ra tình trạng là gì? Các bạn thấy là nó giãn mạch thì làm sao? Giãn mạch thì cái thể tích tuần hoàn của mình nó không đổi đúng không? Có khoảng 4 lít máu, hơn 1 lít máu. Mà bây giờ mạch nó giãn ra thì là huyết áp nó không, lòng mạch mà bị giãn ra thì là không đủ huyết áp rồi, không đủ áp lực. Nó huyết áp bị tụt. Đấy, tim bóp là rỗng, thoát huyết tương. Giãn mạch thoát huyết tương là bị sụt giảm khối lượng tuần hoàn, tim bóp rỗng. Cái thứ hai là co thắt cơ trơn thì nó làm co thắt cơ khí phế quản, và cái hiện tượng co thắt khí phế quản thì nó làm gì? Làm siêu hấp, không thở được. Khó thở, từ nhẹ đến nặng, thở rít, thở ngáy rồi tím tái. Đấy. Rất là nguy hiểm. Và cái tình trạng nữa là nó tăng tiết đường dãi. Thì bây giờ các bạn cứ tưởng tượng cái phổi với hệ thống hô hấp của mình nó vừa bị bóp nghẹt, vừa bị co thắt lại, vừa tăng tiết đường dãi, giống như kiểu chết đuối ấy, đường dãi nó ùn ùn nó tăng tiết ra thì siêu hấp là đúng rồi, là không thở được. Và hậu quả cuối cùng là dẫn đến thiếu oxy cấp, và các bạn biết là tế bào não không thể chịu đựng được cái việc thiếu oxy trong vòng vài phút thôi các bạn. Nó không tổn thương, không hồi phục. Thế cho nên là đấy là lý do tại sao mà tôi nói là cấp cứu phản vệ là phải cấp cứu bằng chuẩn đoán lâm sàng, phải cấp cứu sớm. Các bạn cứ chạy đi gọi người hoặc các bạn loay hoay để làm cái gì đó nó mất thời gian vài phút là các bạn là có cứu được thì cũng sống thực vật, không có làm sao được cả, mà nó rất khó. Và khi các bạn nhận thức không đầy đủ thì các bạn có tiêm bao nhiêu adrenaline nó cũng thế thôi. Tí tôi sẽ giải thích tại sao các bạn tiêm hàng rổ adrenaline nó cũng không được đó. Thế thì ngoài ra nó còn là tác động vào cái hệ thống tiêu hóa, thì nó gồm nó co thắt cơ trơn hệ thống tiêu hóa thì gây ra tình trạng đau quặn bụng, đúng không ạ? Nó co thắt và nó tác động vào các tuyến, gồm gây tăng tiết các tuyến đó, thì có thể là tăng tiết tuyến tụy, tuyến nệ, rồi là nó gây đủ thứ rối loạn ở cái hệ thống tiêu hóa. Và nó tác động vào da thì nó gây ra phù nề, giãn mạch này, mề đay này, và một phần của cái prostaglandin 2 này tác động vào, các bạn nhìn con chuột mình chỉ vào đấy, tác động vào cái tế bào thần kinh, nó gây ra kích thích thần kinh. Thế thì sau đây thì tôi sẽ trình bày với các bạn là những cái cơ quan đích, thì trong đó là hội gây về hồi sức, các bác sĩ hồi sức Việt Nam để bổ sung cái triệu chứng thần kinh vào để cho tuyến cơ sở dễ chuẩn đoán, dễ gợi ý. Thế thì cái tổn thương, cái ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh thì nó có thể là do gì? Thiếu oxy, thiếu tuần hoàn đưa đến dẫn đến là thiếu oxy, tổn thương hệ thống thần kinh là một cơ chế. Cơ chế thứ hai là do chính cái chất trung gian hóa học này tác động vào tế bào thần kinh gây ức chế thần kinh trung ương các bạn nha. Đó. Vậy bản chất của phản vệ là gì? Bản chất của phản vệ là các bạn tiêm thuốc tê vào, là một dạng dị nguyên, nó gây ra phản ứng miễn dịch, phản ứng dị ứng, và nó tác động vào tế bào mastocyte và tế bào ai kiểm, và nó giải phóng ra chất trung gian hóa học gồm có histamine, prostaglandin E2, serotonin, bradykinin, là chất, những cái chất đấy thì tôi vừa nói rồi, nó làm giãn mạch, tăng tính thấm, thoát huyết tương, gây co thắt cơ trơn, co thắt khí cơ quản, không thở được. Đấy, có thắt khí quản, phổi không thở được, gây tăng tiết đường dãi cũng không thở được, tác động vào tế bào thần kinh thì gây ức chế thần kinh, và tác động vào cơ trơn của ruột thì gây co thắt cơ trơn ruột và gây đau quặn bụng và tăng tiết các tuyến, và ở trên da thì nó gây ra giãn mạch, phù nề, thoát huyết tương, mề đay, sẩn ngứa đó. Tại sao tôi cứ nói đi nói lại này? Bởi vì là tôi có một cái phương pháp ấy, là nhiều khi ấy, tôi trình bày với các bạn rồi, tôi lại nhắc lại một lần, nhắc lại là các bạn nhớ, mà một lần nhắc lại tôi cũng nhớ, cho nên là tôi cứ nói đi nói lại như vậy. Đó là cũng một cái thuật, một cái cách để các bạn nhớ ngay, các bạn không cần phải quay lại, hay các bạn cũng không cần phải các bạn chỉ lốt lại ý chính thôi, sau là các bạn cứ nghe cái người ta nói cho bạn, thế là cứ nghe đi nghe lại là các bạn sẽ nhớ đó. Thế thì cái cơ chế của nó như thế là các bạn nhớ rồi đúng không ạ? Thế thì nhìn vào cái sơ đồ của cơ chế phản vệ này thì các bạn ngay biết ngay là cơ quan đích của nó là gì ạ? Cơ quan đích của nó là ở da, đây cái chỗ ưu tiên tôi kỉ đây, da này, mề đay, sẩn ngứa, phù, xuất huyết ngoài da, đúng không ạ? Cơ quan đích thứ hai là phổi đây, hai cái lá phổi đây bạn, nó co thắt cơ trơn khí cơ quản thì không thở được, tăng tiết đường dãi không thở được. Đấy là cơ quan thứ hai là phổi, thế bạn thuộc luôn cái triệu chứng của nó rồi đúng không ạ? Cái cơ quan thứ ba là tuần hoàn và tim mạch thì nó giãn mạch, thoát huyết tương thì nó làm tụt huyết áp, giảm nhịp tim, đó. Đấy là cơ quan thứ ba. Và cơ quan thứ bốn là tiêu hóa, hệ thống tiêu hóa thì nó gây đau quặn bụng với co thắt cơ trơn và tăng tiết các tuyến. Đấy, đau quặn bụng luôn
thậm chí là ỉa chảy, đấy, nó giãn hết cả các cơ ra thì nó ỉa chảy là đúng rồi đấy, và tác động vào thần kinh thì ức chế thần kinh đó. Thì ngay cái sơ đồ này các bạn đã biết được cái triệu chứng của phản vệ rồi, đúng không ạ? Các bạn nhìn cái sơ đồ này các bạn biết được triệu chứng của phản vệ từ cơ chế là các bạn biết được rồi. Thế và chuẩn đoán phản vệ là rất dễ các bạn ạ. Các bạn không cần phải xét nghiệm gì cả, các bạn không phải điện tim hay làm gì cả, các bạn chuẩn đoán lâm sàng có 5 cái cơ quan đích đấy. Thì tí tôi sẽ đưa vào cái chuẩn đoán, gợi ý chuẩn đoán phản vệ và phân độ chuẩn đoán phản vệ để các bạn có một cái nhìn là rõ hơn, các bạn thuộc luôn cái triệu chứng của nó để các bạn gặp trên lâm sàng các bạn rất dễ để các bạn nhận định và các bạn xử trí đúng, và các bạn xử trí đúng là sẽ các bạn sẽ cứu một mạng người và xây 7 tòa tháp các bạn ạ. Đây tôi cái này tôi cắt ở một cái bài báo trên PubMed đây, cái dòng các bạn nhìn vào con chuột, cái dòng này là cái nguồn tôi lấy ở trên PubMed đây ạ. Đấy, một cái trang web rất là uy tín về y khoa, họ viết là cái hiện tượng tăng tính thấm thành mạch, thì ở đây nó có nói là during anaphylactic shock, tức là trong quá trình mà cái sốc phản vệ đấy, thì circulating blood volume, tức là cái thể tích máu đấy, might be reduced by 35%.